mấy hôm trước thôi, bà ấy vẫn chỉ đáng tuổi làm chị con thôi. Thời buổi bây giờ, đồ ăn đầy đường, không có tiền mới chết. Chị nhớ phải thực hiện những gì đã hứa đấy. Chị phải ghi thư mục, không được có con để bố tôi. Mẹ vẫn nhớ, hai đứa yên tâm. Anh ăn thử xem. Ngon quá. Chị nấu cháo đi cho ít muối thôi. Tôi đang ăn chế độ giảm cân, ít muối ít đường nha. Mẹ vẫn làm như con dặn mà. Con ăn thử đi, xem có vừa hay không. Chị nhớ mà chị nấu mặn chát thế này à? Hay là chị muốn tôi tăng cân, muốn tôi xấu xí hả? Linh! Ai cho con xưng hô như thế? Bố nhắc bao nhiêu lần rồi? Thích ăn mặn nhạt như thế nào? Tự dậy mà nấu! Đúng là cháo nấu có hơi mặn một chút. Hay là con ăn bánh mì nhá, mẹ nướng xong rồi. Có thế thôi mà cũng không làm được. Với lại ấy, mấy hôm trước thôi, bà ấy vẫn chỉ đáng tuổi làm chị con thôi. Bây giờ bảo con đổi cách xưng hô á, con không làm được. Với cả ấy, bà ấy cũng không phải là mẹ đẻ của con. Mới được lên chức mẹ kế thôi, làm gì phải sốt sắng ấy. Linh, con đang nói kiểu gì đấy? Con không ăn sáng à? Tôi còn việc phải làm. Quay lại đây! Bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn thế đấy. Không sao, mình cứ để cho con có thời gian. Bây giờ anh lên gọi cái Kim xuống ăn sáng giúp em nhé. Mì em nấu riêng cho con, để lâu nó nguội ăn không ngon. Đúng là chúng nó, anh không hiểu như thế nào nữa. Có người nấu cho mà ăn mà không biết đường mà hưởng. Kim, xuống ăn sáng con. Đây đây con đây. Mà sao bố cũng phải làm mầm lên như thế hả? Không có bà ta, bố con chết đói chắc. Thời buổi bây giờ, đồ ăn đầy đường, không có tiền mới chết. Lại cả con nữa. Bố không biết các con nghĩ gì nữa. Ăn như thế này, sướng như thế này, bà không biết hưởng à? Vâng, thôi để bố sướng với bà ta đi. Con không ăn sáng nữa đâu. Kim, thôi được rồi, anh sẽ ăn. Anh ăn hết mà. Chị nhớ phải thực hiện những gì đã hứa đấy. Đừng tưởng bố tôi bênh chị mà chị muốn làm gì cũng được. Tôi sẽ không để chị tội nguyện đâu. Mẹ vẫn nhớ, hai đứa yên tâm. Là vì tiền thôi, chứ tình yêu cái quái gì. Các em nghĩ chị như thế thật à? Thế chị yêu bố tôi thật á? Vĩ đại quá đấy. Chị không biết nói như thế nào để cho các em hiểu và tin chị. Nhưng mà chị đối với bố tôi, nó là một tình yêu chân thành. Muốn chúng tôi tin ấy, chứng minh đi bằng giấy trắng mực đen đây này.
Nếu mà chị đẻ được thằng con trai thì chúng tôi ra gì à? Chuyện đó không nên xảy ra. Ok. Được rồi. Không con cái gì cả. Nhưng chị có chắc không? Nhỡ đâu sau đấy mình lấy chồng rồi ra ở riêng, chị ta lại sinh con thì sao? Thì chị không lấy chồng nữa, chị cứ ở vậy để làm bà cô giữ của cho em. Chị nói như thật ý. Em cứ xem mà xem. Thôi em lên phòng trang điểm đây. Này, lại định đi đâu đấy hả? Đi chơi với Lâm. Ôi dồi. Thứ tư này Lâm đi du học rồi, xa nhau lâu quá nhớ chết đi được. Hai đứa nhá, cứ cẩn thận đấy. Mày ấy, bỏ quách nó đi. Ngoài kia bao nhiêu thằng đẹp trai, yêu xử thằng nào khác có phải hơn không? Ông lên phòng mặt đi, trang điểm đi, còn ngồi đây làm gì nữa? Vào đi em. Đây mở cửa. Ôi, cái gì thế này? Mới đi du lịch có 5 tháng thôi mà. Này, bà còn nhớ những gì mà cam kết với tôi không đấy hả? Bà đã hứa với tôi những gì? Bà nói đi chứ, bà lừa tôi đúng không? Đồ lừa đảo. Này, bà đứng im để nói chuyện với tôi. Bà đứng im đấy. Đi Kim ơi, Kim ơi. Đang lúc dầu sôi nửa bỏng thế này. Mày đi du học thì mày cũng phải giúp chị giải quyết vấn đề này chứ. Nói với anh bao nhiêu lần nữa, đấy chỉ là người yêu cũ của em. Hôm nọ đi trên đường, em vô tình gặp lại anh ấy. Anh ấy mời em uống nước. Còn về chuyện em khóc là vì anh ấy nhắc tới mẹ nên em mới như vậy. Thôi cô đừng lý do nữa. Cô tiếc nó đúng không? Tiếc nó thì tại sao cưới tôi? Anh biết em là người như thế nào mà. Anh cũng biết rằng mẹ mới mất chưa được một năm, em cũng đau buồn như thế nào mà. Anh là chồng của em, nhưng sao anh lại không tin em? Alo, tôi nghe này. Đã tìm ra ai là người thứ ba đấy chưa? Sao?
là con gái tôi ấy. Thư, là anh hiểu lầm em. Cho anh xin lỗi. Linh, có phải con là người bày ra chuyện này đúng không? Vâng. Mày muốn phá tan nát cái gia đình này ra đúng không? Tất cả là tại bố. Từ cái ngày con rước người đàn bà này về nhà ấy, thì nhà này đã tan nát rồi. Mày vội là... Mày vội quá rồi đấy. Kỳ Anh, sao anh lại làm như thế? Bà bỏ ra. Vì bà và bố tôi đánh tôi đấy. Tất cả là vì bà, nó đàn bà thương chết. Bà giả bầu để vòi vĩnh để đòi tiền bố tôi đúng không? Bà nói đi! Bà nói đi! Đủ rồi! Đấy, là cái kim cái kia. Bố đừng có bênh bà ta nữa. Đừng có đổ tội cho em con. Em con nó đang đi du học đấy bố. Người yêu nó thì cũng không ở gần. Không sao mà có bầu được. Thật ra chuyện là 4 tháng trước cái Kim nó có bầu, nhưng nó không muốn bỏ đứa bé. Thế cho nên mẹ con đã nghĩ ra kế nói với mọi người rằng để cho cái Kim đi du học bên Anh. Nhưng thật ra là nó đi Quy Nhơn ở nhà người bà con của mẹ để chờ ngày sinh. Trong khi đó, mẹ con phải mang bầu già, bố mẹ cũng phải lùi lại chuyến du lịch, kéo dài nó ra để khớp với ngày sinh thật của con bé Kim. Bây giờ, chờ đến Kim nó sinh, rồi bố mẹ đi bỏ về nuôi, coi như là con đẻ bố mẹ. Nếu con không tin, con có thể bay vào Quy Nhơn hỏi trực tiếp với Kim. Nhưng mà người không nói với con ngay từ đầu. Nhưng mà chúng biết là nói với con, nhưng mà cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Và lại càng ít người biết thì càng tốt. Nhưng mà ít nhất thì con sẽ không. Con xin lỗi. Con hiểu cho mẹ là mẹ vui lắm rồi. Xin lỗi.